cái này rồi chị thôi. Đó, nó có cái cổng kia kìa. Dạ. Đó, anh đi bộ, anh đi dọc dọc đây nè. Nhà corner lot kế bên đây là con đường đi bộ. Mới lên được 3 ngày 700 ngàn. Cũng khoảng 2-3 tuổi. Đi chơi rẻ nên 500. Gần 2.700 square feet. Cửa sắt. Sàn gỗ loại mắc tiền hardwood engineer. Đây một cái văn phòng. Bán là phòng vị trí qua coi. Phòng khách thoáng, nó có mấy cái cửa sổ custom blind. Wow, phòng ăn gọn đó này. Quá ok luôn. Có lưới đây nè. Hồ bơi đẹp. Đây nó có tí xi măng nè không? Cũng có đường không phải nhỏ quá. Dạ. Không được. Dạ, nhưng mà nó có tí xi măng đây nó không phải gọi nhỏ anh ơi. Nó có tí xi măng bên đây thấy không? Không phải gọi là nhỏ đâu, cũng có đất. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mướn nhà không mình Việt Nam mình thích nè ha. Không nhiều khi mọi người mướn nhà đó, người ta cũng thích hơn khỏi cần cắt cỏ nhiều. Ngoài đây có lò sưởi nữa. Dạ. Hơi hả? Em thích lắm rồi đó. Chỗ đầu xe. Wow, ngoài xa đậu xe nhiều được nè. Bên hạ bay này. Cái đậu đầu xe, đậu nhiều xe lắm anh. Ngoài sau cái driveway. À, thế hả? Anh coi thử. Phòng giặt. Phòng lớn, wow. Phòng ăn, phòng khách, xong phòng ngủ lớn, một bên đây hết. Còn mấy phòng kia phía bên cửa trước cũng tiện. Nửa vệ sinh. Yeah. Trần nhà cũng cao lắm. Đây để một cái bàn nhiều khi học thôi hoặc này nọ. Wow, phòng này cũng ok nha, không phải nhỏ nha. Trần nhà cao. Thứ hai này là phòng thứ ba. Wow, này coi rộng á, bỏ cái giường vô mình như đây nè, đẹp quá đẹp luôn. Phòng vệ sinh lớn. Ra cho coi phòng ăn luôn, thêm cái văn phòng ở trước thôi. Chủ nhà giữ kỹ. Rộng. Pantry.